Tính đến đầu tháng 10 năm 2018, Tổng cục Hải quan đã ban hành 36 quyết định quy định cơ cấu tổ chức của các tri cục hải quan, đội kiểm soát hải quan và đơn vị tương đương trực thuộc Cục Hải quan tỉnh, thành phố và Cục Kiểm định Hải quan, giảm 239 đội tổ. Để làm cơ sở cho việc giả soát sắp xếp các tri cục hải quan, đội tổ thuộc tri cục hải quan, Tổng cục Hải quan đã nghiên cứu và trình bộ tài chính ban hành quyết định số 2094 về tiêu chí thành lập tổ chức lại đội tổ thuộc tri cục hải quan và tương đương thuộc cục hải quan tỉnh, liên tỉnh, thành phố. Với việc ban hành 36 quyết định nêu trên, ngành hải quan đã tinh giản được 239 đội tổ trực thuộc các cục hải quan tỉnh, thành phố, cơ bản hoàn thành mục tiêu đề ra. Trong đó, cục hải quan giảm nhiều nhất là 18 đội tổ là Hà Nội, giảm từ 10 đến 13 đội tổ như Khánh Hòa, Long An, Tây Ninh cũng theo Tổng cục Hải quan, trong quý 4 năm 2018, ngành tiếp tục giả soát báo cáo Bộ Tài chính phương án sắp xếp lại tri cục Hải quan và đơn vị tương đương cục Hải quan theo quyết định số 2015 về phương án sắp xếp tổ chức lại các cục Hải quan tỉnh thành phố theo tiêu chí quy định tại nghị định 36 năm 2015, quy định tiêu chí thành lập cục Hải quan tỉnh liên tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương, tổ chức nhiệm vụ và hoạt động của Hải quan các cấp.